Xin chào các bạn. Bên cạnh chất lượng hình ảnh, rất nhiều khách hàng khi mua TV QLED đã phải mê mẩn phong cách thiết kế của Samsung. Một số người tập trung vào ngoại hình, trong khi những người khác lại xem xét khả năng hài hòa với không gian sống của TV QLED. Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà bạn có thể giới thiệu phong cách của TV QLED theo các điểm nhấn bán hàng trên đây. 3 điểm nhấn bán hàng của Q-Style. Một trong những mối quan tâm lớn nhất của khách hàng khi gắn TV lên tường chính là mớ dây cáp lộn xộn và vô vàn những thiết bị giải trí. Tất cả chúng nằm xung quanh TV làm cho không gian tổng thể trở nên vô cùng rối mắt. Phải chăng là thiết kế của TV không thể nào trở nên gọn gàng hơn được à? Không! TV QLED của Samsung hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề thông qua sợi cáp quang vô hình. Toàn bộ thiết bị giải trí bây giờ được kết nối với TV thông qua bộ One Connect. Bây giờ, không gian sống đã trở nên gọn gàng hơn nhờ kết nối cáp quang vô hình của TV QLED Samsung. Bạn muốn TV được treo lên tường giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng những gì nhận được là một chiếc TV lòi ra khỏi bức tường. Bạn cảm thấy giải pháp treo tường là bất khả thi? Không, đây là giải pháp khả thi khi bạn sử dụng giá treo có thiết kế khoa học. TV QLED được thiết kế để gắn bát treo vào lưng, giúp loại bỏ khoảng trống giữa lưng TV và tường trên các khung treo thông thường. Nó còn cho phép bạn điều chỉnh góc nghiêng bằng tay sau khi đã được lắp đặt. Một số người chỉ quan tâm đến thiết kế của chiếc TV, trong khi những người khác lại nghĩ về cách mà TV sẽ hài hòa với không gian sống. Liệu có sản phẩm nào thỏa mãn được cả hai thị hiếu này không? Đúng rồi, câu trả lời chính xác là TV QLED của Samsung. TV QLED của Samsung có thể hài hòa với bất kỳ không gian sống nào. Với các mặt bên không viền và ba lựa chọn chân đế, với đường nét tinh tế và chuyên nghiệp dành cho mọi nhu cầu thị giác, TV QLED Samsung sẽ trở nên hoàn hảo cho bất kỳ không gian sống nào. Như vậy, chúng ta đã nắm vững 3 điểm nhấn về thiết kế. Hy vọng các bạn sẽ tự tin giới thiệu với khách hàng ưu điểm của kết nối vô hình, giá treo sát tường, cũng như thiết kế 360 độ để doanh số TV QLED liên tục được tăng trưởng nhé.